còn bao nhiêu trái ngàn soi gian bao lộc lừa, còn hẹp hòi sân si khiến bao trái tim con người vô tâm. Hãy nhìn vào ngày mai sáng tươi, cuộc sống yêu thương tràn lấp, hãy hướng theo đức tâm mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần. Tình mẹ dành cho con lớn lao biết bao trong cuộc đời, mẹ hiền Quan Thế Âm xót thương chúng sanh lạc vào u mê, rồi một vầng hào quang sáng soi dẫn bước bao nhiêu người con, bao trái tim khô đau thoát xa khói đời đem buồn lầm than. Ngày mai con sẽ tu tâm, ngày mai con sẽ tốt hơn, khắp nơi thế gian sống yên vui chung một lòng. Con tắm trong tình yêu thương, con ngủ trong chiều trái tim ấm áp của bao con người. Mẹ Quan Âm đại từ bi dưới nước cam lộ muôn nơi, cứu cho chúng sanh thoát nguy nan bao khổ đau. Ngày hôm nay được duyên lành được tụ đến đây, sự hoan hỷ của thầy Vũ Thành để có lời mời thiền sư đến để chia sẻ một buổi pháp thoại trong khóa tu này. Thiền sư xin đốt nén tâm hương cúng dường lên được đại tổ sư tiền bối đã trì công hoàn truyền Phật pháp khai sơn tạo tự, và cầu nguyện cho chư tôn tiền đức tại nơi đây khắp thể kinh an chúng sanh dị độ, luôn lèo lái con đường chánh pháp, đưa chúng sinh người sống được an vui, người khác được siêu thoát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mong cái hạnh phúc, cái niết bàn, cái gì cao cả lắm ta đừng có nói hết, mà cái là xin cho tôi hai chữ bình yên cái đã. Sáng bình yên, trưa bình yên, chiều bình yên, là suốt ngày bình yên, là đêm ngày sáu thời thường an lành. Còn chiêu ân trả án hay thành tựu hay thất bại gì khác trong cuộc đời là chuyện bình thường. Nhưng mà bình yên hay không á, cái này quan trọng. Cái người mà tu á, là lúc nào cũng bình yên hết, người này là tu tốt rồi. Còn cái người mà nghe nói là tu nhiều lắm nhưng mà không có lúc nào bình yên á, là cái này tu tào lao. Cho nên chia sẻ với đại chúng chủ đề hiện tại. Đại chúng cùng thực hành với thiền sư. Đại chúng hít vào, ta biết ta hít vào, thở ra, ta biết ta thở ra. Mạng sống của chúng ta chỉ trong hơi thở thôi. Một lúc ta hít vào mà ta không còn biết ta hít vào nữa, nghĩa là ta từ giả khỏi đời này. Một khi ta thở ra, ta không còn biết ta thở ra nữa, nghĩa là ta đã rời khỏi thân xác này. Mạng sống mong manh như thế, chỉ có trong hơi thở ngắn ngủi như thế, nhưng người tu không hề nhận ra nó. Chúng ta sống, tại sao chúng ta phải tạo nghiệp? Tại sao chúng ta phải cả nghiệp? Tạo chi để được cả nó mệt dữ nhỉ? Con người sinh ra có cái thân, ắt phải khổ vì cái thân đó. Có cái thân ắt phải ăn, mà trong cái ăn nó tạo vô số nghiệp. Người sinh ra có cái mặt, mặt tạo ra vô số nghiệp. Con người có cái thân phải ở, tìm cái môi trường để sống để ở, tạo ra vô số nghiệp. Con người có cái miệng tạo ra vô số nghiệp.
vân vân, ta có cái gì nó sẽ tương ưng nghiệp theo cái đó. Như vậy nếu chúng ta không có thì sao? Ta có mắt để nhìn thì trước mắt ta tạo ra vô số nghiệp hay là tạo ra vô số phước. Vậy nghiệp đó nó có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác, gọi là vô ký. Như vậy thì cũng trong một niệm ta có mắt, mắt sáng thấy sự vật hiện tượng xung quanh, tại sao ta không an vui, ta không tự tại với các pháp? Vì các pháp cũng như thị, người có mắt pháp cũng như thế và người mù pháp cũng như thế. Có sự hiện diện chúng ta nó cũng như thị, mà không có sự hiện diện ta nó cũng như thị. Thì có gì ta có mắt ta phải tạo nghiệp để trả nghiệp làm gì? Rồi ta phải ước mơ một tương lai để đi xây dựng làm gì? Để rồi tạo nghiệp. Ta ước mơ ta xây dựng để rồi ta tạo nghiệp như rước, làm gì cho mệt. Có nhiều người nói bạch thầy, cả một đời con làm vất vả mà sao con vẫn khổ, thì con phải làm sao? Thầy có câu trả lời dứt khoát: làm thinh đi con. Đúng không? Cả đời làm mà còn răng nợ, làm tới đâu răng nợ tới đó thì giờ làm gì nữa? Thầy ơi, con làm đủ thứ chuyện hết mà con vẫn khổ, giờ con làm sao thầy? Là biết đi con. Mày làm vất vả mà có được gì đâu thì giờ mình làm thinh. Nói nhiều quá cũng không được gì thì đừng nói. Làm tùm lum hết mà mang nợ thì đừng làm. Ta sanh ra đời đâu phải để đi làm. Vậy thì cái người trí với người không trí, Đức Phật có gọi là người giác với người không giác. Vậy thì cái người mê là có giàu có hay nghèo có đều khổ. Cái người mê dù đẹp hay xấu cũng khổ. Người mê dù mù hay sáng cũng khổ. Vì họ không hề sống một giá trị, một niệm trong hiện tại. Như vậy quý vị niệm Phật mà quý vị đã an trú trong hiện tại chưa? Hay niệm Phật để vọng tưởng cầu vãng sanh? Ngay trong giây phút hiện tại, một niệm mà ta không chịu an trú trong niệm đó vãng sanh, mà ta đòi chừng nào ta vãng sanh, xây dựng một ước mơ để sanh về Tây Phương. Như vậy có phải đang vọng niệm tương lai là một tên trộm đã trộm mất thời gian hiện tại quý báu của chúng ta? Thời gian là vàng bạc, thời gian là kim cương, thời gian là niết bàn, mà đằng này ta lại bỏ thời gian để cầu một tương lai đạt được cái gì đó. Cho nên chúng ta đánh mất cái của báo ngay trong hiện tại. Tôi chẳng cần ngày mai tôi thế nào, nhưng tôi hiểu rõ lời Phật dạy để chúng cùng đọc với tôi: nay vui đời sao vui, làm phúc hai đời vui, thắng an vui hoan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi. Một câu niệm Phật chính là tịnh nghiệp của mình đang nuôi. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái tịnh nghiệp tôi đang nuôi. Vậy là tôi nuôi cái tịnh nghiệp đó là ngay trong hiện tại. Nay vui đời sao vui, tôi vui ngay chỗ đó thôi. Đời sao như thế nào bỏ qua bên. Thằng ăn trộm tương lai không bao giờ ăn cắp được cái thời gian hiện tại của tôi. Ngày mai thế nào miễn bạc. Rồi tôi lại nhớ về quá khứ, tôi lại tu cái này, tôi lại làm cái kia, tôi làm cái nọ. Nhớ về quá khứ chỉ cho thằng ăn trộm của quá khứ nó đến với hiện tại, nó lấy thời gian của tôi đi. Để tôi ngồi tôi nhớ quá khứ để làm cái gì? Những việc qua rồi theo quy luật nhân quả của nó, để cho nó tự đi. Cứ gì tôi phải nghĩ tới ngày hôm qua tôi làm cái gì, hôm kia tôi làm cái gì, để chi vậy, mệt chi vậy. Đó là những thằng ăn trộm, nó đến ngay hiện tại, nó lấy đi vàng ngọc kim cương niết bàn của chúng ta. Ta chỉ cần nghĩ về quá khứ là ta vọng tưởng hay là ta chánh niệm? Vọng tưởng hay chánh niệm quý vị? Vọng tưởng. Ngồi đó mà nhớ về hôm qua là vọng tưởng, ngồi đây mà nhớ đến ngày mai là vọng tưởng. Ngay trong hiện tại chúng ta an trú trong niệm đó. Rồi bây giờ ta vạch ra công việc, công việc ngày mai, ngày mốt, bữa kia, tháng tới, năm tới là gì, vạch ra trước đi. Rồi bỏ đó, hết công việc rồi, thời gian công việc hết, gác lại. Mọi việc sắp xếp xong gác lại, sống với mình, sống với giây phút hiện tại nhị màu.
Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Chứ thôi, người tu là thế, chứ không có nói cắt cái gì hết. Ai mà nói cắt được cái này, nhiệm màu cái khác, thấy Phật, thấy Bồ Tát, tôi đều cho rằng Phật nữa, đều tào lao hết. Tu như vậy là tu sai. Ngồi đó mà kể giấc mộng này, quyền ảo kia, cho rằng cái này là tuyệt vời, cho rằng cái kia là nhiệm màu, đều là tên trộm cả, đều là vào trong trí não của mình quấy phá cả, không cho mình được an lạc cả. Tự cho mình niệm Phật đạt được cái này, trì chú đạt được cái kia, đồ là loạn tưởng điên đảo. Mà ai an trú trong chi phúc nhiệm màu, người đó đã có niết bàn. Hãy chúng cùng đọc với tôi bài này: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú hiện tại, cực lạc chính là đây. Nhớ chưa? Ngay trong giây phút hiện tại là giây phút nhiệm màu nhất, giây phút tuyệt vời nhất, tôi đang an trú trong hiện tại, gọi là chánh niệm, gọi là tỉnh giác, gọi là niết bàn, đơn giản vậy thôi. Như vậy thì cái người học Phật không bị loạn tưởng. Người học Phật phải hiểu rằng trí bát nhã kim cang là gì? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu dơ. Tôi không cần ngồi đó tôi trừ vọng tưởng, tôi cũng chẳng cần cầu cái chân lý gì cả. Cho nên là trong kinh Bát Nhã đoạn đầu nó như thế nào? Quá tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã lâu rồi đó, thời chiếu kiến của ông gia không độ nhất thiết khổ. Sao lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc họ tưởng hành tức diệt phục như thị. Sao lợi tử thì chưa pháp không tước, bất sanh, bất diệt, bất khấu, bất tịnh, bất tâm, bất dạng. Nó không có cái gì hết trơn, cho ngồi đó mà vọng tưởng chi. Nhưng mà người nào mà dứt trừ vọng tưởng điên đảo là cứu cánh niết bàn. Mình không còn vọng tưởng điên đảo nghĩa là không nhớ về quá khứ, không mơ đến tương lai, người đó dứt trừ vọng tưởng điên đảo tức khắc có niết bàn. Đồng ý không? Quá tuyệt vời. Đồng ý không? Để giờ ngồi đó an trú trong niết bàn đúng tính. Nhưng mà nghiệt ngã thay tôi còn sống, cho nên không thể nào tôi nói là tôi không nhúc nhích được. Vì cái cơ thể này là một cơ thể sống, cho nên tôi nhúc nhích là chuyện bình thường hay là chuyện bất thường? Bình thường mình không nhúc nhích mình bất thường đâu. Không nhúc nhích mới chết luôn đâu. Thì cơ thể ta là cơ thể sống, cho nên ta nhúc nhích là để cho máu huyết nó lưu thông, mà ta không nhúc nhích nghĩa là trở thành cây khô đó. Là sắp là Maha Bát Nhã hay là giảng sanh quyết định đi luôn rồi đó. Như vậy thì cái việc mà bình thường một chúng sinh còn đang sống thì phải vận động, còn đang sống thì phải nói chuyện, còn đang sống thì lát nữa đói bụng phải ăn. Những cái chuyện đó nó bình thường hay là nó ghê gớm? Bình thường, đói thì ăn, mệt thì ngủ, khát thì uống, buồn buồn cái lộn chết. Thấy không? Cái chuyện đó nó quá bình thường, quá đông. Lời qua tiếng lại là chuyện bình thường ở thế gian này, mấy mốt thành Phật đâu có ai gây với ai. Tại mình chưa thành Phật thì mình còn gây cho nó vui. Chuyện đó là chuyện bình thường. Thấy ông A gây với ông B cái mình, tự nhiên mình phiền não rồi. Ta đang gây cho nó vui, tự nhiên cái mình phiền não. Vậy là mình rảnh quá. Cái giây phút hiện tại nhiệm màu của mình không an trú, mà mình đi vọng tưởng đến cái việc của người khác. Cho nên bản thân chúng tôi nghĩ rằng người tu đừng có bao giờ quan trọng quá cái việc tu. Mà tu là một cái gì nó bình thường, nó an ổn, nó nhẹ nhàng, mà ngay trong giây phút hiện tại người ta cảm nhận được rằng là ta không có tu gì hết mà không có khổ gì. Còn có nhiều người cho rằng mình tu dữ lắm mà khổ ghê lắm, cái đó gọi là tu ngôn. Cho nên cái chuông đánh cái bon mà kêu cái ô là ô. Có phải là cái chuông đánh cái bon mà kêu cái ô
luôn, đúng cái om mà kêu tu không. Còn cái mỏ, bỏ cái cốc, cái kêu cái ngóc. Thế là mình bỏ gõ chuông là u ốc là ngu ngốc. Gõ thì nào mà nó hết ngu ngốc cái mình ngon rồi nè. À, tôi mong rằng quý vị hiểu vậy. Còn không ấy thì mai mốt mình hết khổ rồi, cái mình nghe tiếng chuông nó kêu khác. Nó kêu là buông hết chứ không còn là buông khóc. Bỏ tiếng chuông nghe cái buông, gõ cái cốc cái nghe hết buông hết buông hết. Thấy không? À, thấy không, thấy không? Tôi mong rằng quý vị làm sao mà quý vị gõ chuông, gõ mỏ mà nghe cái tiếng chuông, tiếng mỏ nó khác thì quý vị sẽ nghe được cái tiếng gió ở Cực Lạc. Nghe tiếng suối chảy róc rách ra tiếng Pháp. Tiếng gió ra tiếng Pháp. Tiếng chim hót ra tiếng Pháp. Đó là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Quý vị cảm nhận được rằng là đừng có nhìn lỗi của người khác là người ta tu hay không tu, người ta làm hay không làm. Đức Phật dạy là người tu quay trở lại ngay trong giây phút hiện tại, ta nhìn là ta có tu hay không tu, ta có an lạc hay không an lạc. Nếu ta có tu là ta có an lạc, ta có tu là ta có niết bàn. Mỗi người có cái nghiệp của họ, cớ gì mình xem vào việc của họ. Ngồi đó họ kể chuyện gia đình họ, họ kể chuyện quá khứ, họ kể chuyện tương lai, tại họ chứ mắc mớ gì mệnh. Tại người ta thất nghiệp như vậy. Mình nhìn người ta làm chi? Nhờ đó tôi kể lại cho quý vị nghe câu chuyện về người vị thiền sư và một con rít. Vị thiền sư đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này nó chích anh. Vị thiền sư vẫn để nguyên trên bàn tay và ngài đem thật xa ra khỏi bờ sông, ngài thả nó xuống. Quy luật tự nhiên của nó, thả xuống đất rồi nó vẫn chạy tiếp. Rồi. Có một vị thiền sư khác nhìn bức xúc và nói: đồ con rít vô ơn. Nhà ta cứu mà không biết ơn còn chết chứ ta. Rảnh rồi. Ông nội nó không có cứu rít mà rảnh đó. Cái vị thiền sư mà cứu con rít đó, ngài nói đơn giản thôi. Cái chích đó là cái nghiệp của con rít. Nó đã quân tập một cái thói quen rồi, ai đụng nó chích. Còn cứu là một cái tập quán tự nhiên của tôi. Tôi thấy là tôi cứu thôi, còn cái tập quán tự nhiên của nó là chích. Như vậy thì tôi đâu có phiền hà gì đâu, thì tôi biết cái quy luật của nó, cái đó là tự nhiên đó. Thì tại sao tôi không phiền mà lại hiền quân phiền như vậy, cảnh vậy? Hiểu không Phật tử? Hiểu không? Cái bà hai đã giúp bà tám. Xong rồi bà tám nói xấu bà hai. Chuyện đó kể bà hai với bà tám mắc nói bà ba xem vô. Bà ba rảnh quá. Cái chuyện của bà hai bà tốt bụng bà giúp bà tám. Mà cái miệng của bà tám bà xấu miệng xấu mồm quen rồi. Mà giúp vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả quán, cho nên bà tám đã cự bà hai. Thì cái chuyện đó bà hai có quan nghĩ thì chuyện cự là chuyện của bà tám, còn chuyện giúp là chuyện của bà hai. Người nào có nghiệp đấy, cớ sao mà mình nhận lỗi người ta chi, rồi mình để như bà ba bà bốn bà năm ngồi đó tàu lao, đúng không? Chuyện của ta nghiệp ai mới chiêu. Chỉ rồi nghiệp có ba trạng thái, một là nghiệp thiện, hai là nghiệp ác, ba là nghiệp vô ký. Ai nghiệp thiện thì cứ gieo thiện đi để ta có phước báo của người thiện. Ai nghiệp ác thì cứ gieo đi chúc mừng. Mất cái gì rảnh quá. Ngồi cái nhiều chuyện. Nhìn lỗi người này có làm hay không làm mà quên nhìn rằng mình có tội lo hay không tội lo. Quý vị đọc theo thầy một bài nữa. Chớ thân cận bạn ác. Chớ thân với tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành. Hãy thân người quân tử. Đó, kinh Pháp Cú số 78 á. Chớ có thân cận bạn ác.
nghĩa là sao? Ai có tâm niệm ác á, mình dùng cái pháp là 72 cú giỏ là bỏ chạy là đệ nhất. Nghe nó nói nhiều chuyện là mình biết liền. Đằng này á, cái chuyện mà nó nhiều chuyện, cái lỗ tai mà nó giật. Nó kể cho mình nghe nữa câu chuyện thôi là mình muốn bật chết. Trời ơi, cái lỗ tai của mình mà ở đó mà không thân cận bạn ác, có bao nhiêu bạn ác nó vô hết. Càng nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy, một tấm tào lao vô đầu của mình nó khoái lắm. Để chi đụng chuyện mà ngồi kể, nguyên thiên à. Chớ thân với tiểu nhân là những người cứ kiếm chuyện hại người này, kiếm chuyện hại người kia, nói xấu người này, chọc người kia, cái loại đó là loại tiểu nhân. Ý trời. Hãy thân người bạn lành, có nghĩa là gần gũi người đó suốt ngày không nghe nói gì hết mà thấy tu tập thôi là mình lành rồi, chứ nói ra từ từng phát động rồi. Cái người bạn lành là người là luôn luôn an trú trong hiện tại, không hề có một cái niệm quá khứ hay bị lai rồi xen vô. Người đó an lành dữ lắm, luôn luôn lúc nào cũng bình yên hết trơn. Hãy thân người quân tử nói được làm được. Ta nói được ta làm được, ta tu là ta tu, còn quay là quay. Nói cái nào ra cái này, quân tử nó vậy đó. Nhưng mà tôi cũng hơi phiền mấy quân tử. Bởi vì quân tử nhất ngôn, quân tử dạy. Nói hay nói, tự giận là tự giận, cũng mua quá. Quân tử mà nó thiếu cái giác ngộ cho nên quân tử nó mệt lắm. Mà lỡ nói sai á, thì quân tử đi tu đi nó lại. Chứ còn á, có nhiều người là cũng y như Từ Hải vậy đó, cũng quân tử vậy đó. Nhưng mà một khi mà do giữ cái quân tử đó cho nên bị người ta gạt cái là chết. Chết đứt. Chứ hầu á, mà quân tử y như Từ Hải mà nó nghe lời tôi á, là nó bỏ nó chạy là nó đổi chết. Nhưng mà nó nói quân tử không thể chạy. Cho nên đứa đứa à nó chết là nó không chạy. Tôi nói, ủa mày à, cho nên là quý vị nên nhớ cái chỗ mà tôi nghĩ là cái việc cái người giác ngộ á, chạy không phải là mình thua, chạy không phải là mình thua, mà là lùi một bước để tiến 10 bước. Mất cái gì? Mình sống để có ích cái trò đó cơ. Từ nhỏ nó cơm cha áo mẹ chữ thầy nuôi cho mày lớn lên vậy mày chết ngu chứ con. Cho nên mỗi lần mà tôi thấy ai không có hạnh phúc trong hiện tại mà đòi chết thì tôi khuyên quý vị, mỗi lần mà nghe ai nói đòi chết, quý vị nói phan chết đã cho tôi cặp mắt đi được chết. Nói chi là để tôi lấy cặp mắt cho người mù, chứ mày có mắt mà đòi chết thì mày ngu dữ vậy. Cái nó đòi chết nó phan cho ta cái phổi đi, tại có nhiều người hư phổi. Mất cái gì mà chết thì uống nữa, để mày hiến hết đi. Dám không hay không? Mà chết xạo mày. Đấy không quý vị? Ờ, cái tâm tôi an lạc cho nên tôi nghe nói xạo rồi tôi biết cái mùi. Chẳng qua là mày tiếp đủ thứ mà chết bởi vì cái ngu của mày cho mình được chết thôi. Ngon mà chết mà cho người ta cái tay đi rồi chết cùng tay coi chịu không? Không. Chết dễ xấu, chết biết gì xấu tốt nữa. Cái phong tục của người Trung Quốc giờ này nó còn một cái phong tục hiểu tác mà nó đem ra ngoài đồng, nó cắt cho con người, nó chặt tay, chặt chân, nó lóc thịt ra nó cho chim ăn. Quý vị cứ vô trong mạng internet quý vị coi cho coi đúng không? Còn cái phong tục đó, nó người thân của họ mà họ vẫn đem ra bãi tha ma mà chặt ra từ khúc rồi họ mổ, họ lóc ra cho chim ăn hết. Chim mà nó cắn cái gân cũng được, họ còn lóc cái gân mà cho nó ăn nữa. Chuyện đó là cái chuyện là từ xưa tới giờ cái chuyện đó nó còn vậy. Mình tàu lao, mình giả bộ chết chứ không dám cho ai biết nè. Cho nên người đó đâu có quân tử đâu, mà người đó cũng không có ghen dạ, mà người đó cũng không phải là cái người biết tu. Người biết tu là ta sống lợi ích, khi mình chết mình vẫn đem cái thân đó lợi ích cho chúng sinh. Rồi quý vị đọc câu nữa. Ai trước sống buông lung, sao sống không phóng dật, sẽ chối sáng đời này như trăng thoát mây che. Đó là kinh Pháp Cú số 102. Ai mà sống, ai mà trước kia đó lỡ có sống buông lung mà bây giờ này nè không còn buông lung nữa, không còn phóng dật nữa, có nghĩa là
người đó đã biết tu tập rồi, người đó sống an trú trong hiện tại, nhẹ nhàng hạnh phúc rồi, thì cái người đó sẽ chói sáng trong cái đời này, và người đó y như là mặt trăng được thoát khỏi mây rồi. Nghĩa là mình không còn cái tâm vọng nữa là mình có niết bàn, là mình trăng thoát mây che rồi. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Dạ cảm ơn. Hiểu rồi nghĩ được chưa? Còn nửa tiếng nữa. Hay hỏi cầm chân. Để có ai muốn nghỉ sớm. Chứ có khi là kể cái chuyện bà hai hàng xóm á, là nó thèm nghe dữ lắm, mà nói chuyện Phật pháp nó thèm ngủ dữ lắm. Bởi vì trong cái file của mình nó chứa cái file nhiều chuyện thì nó dội. Mà nó chứa cái file Phật pháp cái nó ngồi nó buồn ngủ à. Nó lạ vậy đó. Còn người ta nhiều chuyện là mắt sắp rỡ. Giống như mấy đứa nhỏ mà đi học vậy đó, cô giáo dạy là nó ngồi nó ngủ, thả game cho nó không ngủ. Là bởi vì sở thích của nó là game, còn sở thích của mình là nhiều chuyện, mà biết chế chuyện Phật pháp nó không phải sở thích. Cho nên nó ngồi ngủ. Chứ họ ngồi kể chuyện là hai đứa nó quýnh nhau, họ qua nó dép vào, nó dí chạm vòng, xong rồi nhảy xong, rồi cái câu chuyện hấp dẫn quá, kể nữa đi bà. Để tôi nhìn kể lại. Cái đầu của mình nó toàn là chứa cái chuyện gì đó. Cứ ngồi với nhau là kể toàn cái chuyện gì trên trời dưới đất kể đã luôn vậy đó. Mà Phật pháp không biết là nói cái chuyện Phật pháp là lát ngồi ngủ ngáp tét bản học ra luôn. Nói gì không biết có đụng chạm. Có đụng không? Có đụng rất chịu. Có đụng ban canh luôn. Sợ gì? Đụng cho bởi luôn. Chứ không đụng là không bởi. Tại vì mình không có thích, cho nên nói giáo pháp là cái đầu của mình bắt đầu nó bung lên. Còn kể chuyện tào lao là bắt đầu nó khởi động. Cái đó là có sao cho nó vậy? Ai nghĩ bậy khác chịu. Nói câu nữa là hết cái trang này. Đại chúng cùng đọc với tôi. Thắng lợi sanh thù ác, thất bại chịu khổ đau, bỏ sao mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Đó là câu pháp cú số 201. Thắng lợi thì sanh thù ác, cho nên cuộc đời này không có cần thắng ai. Mình thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất. Chiến thắng trăm ngàn quân địch, chiến thắng mọi người không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình là một chiến thắng vẻ vang, hạnh phúc nhất. Cho nên tôi tự chiến thắng cái lòng tham của tôi. Tôi tự chiến thắng cái sự sân hận của tôi. Những cái chiến thắng đó là tôi thấy tôi cao bằng, tôi cao cúc, thùng thiếp cho nó. Chút đó do tôi tự tạo. Gọi là cúc thùng thiếp. Còn nếu mà ai mà làm cái cúp quốc tế, cái cúp của Liên Hiệp Quốc gì đó, cái lỗi cúp đó là sanh ra thù ác. Thất bại chịu khổ đau, cho nên cái người thất bại họ nuôi cái nỗi khổ, cái sự nhục nhã, cái sự lỗ lã, mất mát, đủ thứ. Cho nên trong cuộc đời mà chúng ta còn nuôi thắng với nuôi bại, là chúng ta không phải là người tu. Cho nên bản thân chúng ta không có cái gì để thắng bại. Không có gì nhục, cũng chẳng có gì vinh. Được thì vinh, mất thì nhục. Thắng thì vinh, bại thì nhục. Những cái vinh nhục đó đem bỏ bên này, thì cái người đó mới tu. Bỏ sao mọi thắng bại, có nghĩa là nhục nó ra sao để sống một đời an vui, tịnh lạc. Là ngay trong giây phút hiện tại ta chẳng có thắng, chẳng có bại, thì người đó mới nuôi được cái niết bàn trong hiện tại. Thất bại chịu khổ đau, cho nên cái người thất bại họ nuôi cái nỗi khổ, cái sự nhục nhã, cái sự lỗ lã, mất mát, đủ thứ. Cho nên trong cuộc đời mà chúng ta còn nuôi thắng với nuôi bại, là chúng ta không phải là người tu. Cho nên bản thân chúng ta không có cái gì để thắng bại. Không có gì nhục, cũng chẳng có gì vinh. Được thì vinh, mất thì nhục. Thắng thì vinh, bại thì nhục. Những cái vinh nhục đó
đem bỏ bên đi, thì cái người đó mới tu. Bỏ sao mọi thất bại, có nghĩa là dục nó ra sao để sống một đời an vui tịnh lạc, là ngay trong giây phút hiện tại ta chẳng có thắng chẳng có bại, thì người đó mới nuôi được cái niết bàn trong hiện tại. Rồi quý vị đọc với tôi một bài thơ: Thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức, để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Bốn câu đó là chư thiên và con người luôn luôn thao thức muốn biết về cái gì gọi là phước, cái gì gọi là đức, để người ta tạo cái phước đức để sống đời an lành. Vậy là mình còn tạo phước đức cũng giống như chú hồi nãy chú nói là người ta sống là để xây dựng ước mơ. Ước mơ đó phải xây dựng trên nền tảng của phước đức không? Cái này là thiên nhơ thao thức muốn biết về phước đức. Vậy là cô biết một miếng rồi đó, để coi dạ Đức Phật có dạy như những gì cô biết hay không. Sau đây là lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, mời quý vị cùng đọc theo thầy. Lánh xa kẻ xấu ác, lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính, tôn kính bậc đáng kính, là phước đức lớn nhất, là phước đức lớn nhất. Phước đức thứ nhất là chúng ta xa lánh cái kẻ xấu, gần gũi với người hiền, kính cái người đáng kính. Cái đó là phước đức. Có người không hiểu phước đức là gì. Phước đức là sự cung kính của chúng ta lẫn nhau. Như vậy tất cả quý Phật tử ở đây có biết tu không? Biết không? Biết tu thì giờ quý vị có là người đáng kính không? Có không? Có, vậy xá liền. Phước đức lớn. Thấy không? Ta gặp nhau, ta sáng chào nhau là phước đức lớn. Vì tôi cung kính bậc đáng kính, vậy là tôi có phước. Còn đằng này cái ngã mạng của mình nó cứ cao cao vậy nè, gặp chào. Vậy là mình không cung kính bậc đáng kính là mình có phước đức không? Không. Chúc mừng. Ta bỏ cái tâm ngã mạng ta là ta có phước đức. Rồi, mời quý vị đọc tiếp. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, là phước đức lớn nhất. Quý vị thấy ngay trong hiện tại mình có phước đức rất là lớn, bởi vì quý vị đang sống trong môi trường tốt. Quý vị về đây mà quý vị từ sáng tới chiều mà không có chuyện gì thì chùa này chính là cực lạc, đúng là vũ châu. Quý vị đang ở trong bửu là bảo, bửu là bảo vật, châu là châu báu luôn. Cho nên bửu châu là quý vị đang ở trong một môi trường tốt, một môi trường phước đức lớn nhất, được tạo tác cái nhân lành là gì? Nghe pháp là nhân lành, niệm Phật là nhân lành, tụng kinh là nhân lành, giúp đỡ lẫn nhau là nhân lành, nuôi lớp bồ đề tâm là nhân lành, được đi trên con đường chơi chắn, quá tuyệt vời. Quý vị phước đức lớn nhất. Dạ. Xin chào lấy biết phước đức. Thấy chưa? Không nói làm sao biết. Không nói làm sao biết là bữa nay mình tu có một ngày thôi, nhưng mà phước đức mà nó lớn ghê gớm. Nhưng mà ngay trong hiện tại mình có yên ngon hay là ngồi đây? Trời, sáng đi bỏ quên chìa khóa. Mình chở nhà không biết có chuyện gì ta. Thôi đi tỏ, cho tôi gọi đi tỏ, tôi gọi đi nhà thế nào. Vậy là mình có phước đức chưa? Chưa. Sống trong môi trường tốt mà mình đang trở thành con lôi trôi, là trở thành con lật đật, thì mình có được ở trong môi trường tốt có yên ổn không? Không. Rồi bắt đầu nhìn cái bà kế bên, cái bà này mặc cái ghét ở trước này, tôi đặt cái chuồng kia này. Bà này nè, có tuổi với người ta nè, rồi còn cái bà kia nữa, nhìn chỗ ngồi, đi vô ăn cơm, lật đật đi trước, gạt người ta ra phía sau, ngồi cái chỗ đó rồi. Còn cái bà kia nè, đang ngồi trong nhà phía trên, gõ cửa ầm ầm ầm,
giờ nào qua rồi cho nó qua đi, ngày hôm qua rồi cho qua đi. Chuyện ngày hôm nay là mình tu tập. Thôi đó mà nghĩ ta ngày hôm qua cái này kia cái kia, rồi hồi nãy ra đập nhà đi chính người là mình ngồi không có yên, tu không yên cho nên phước đức không có. Sống trong môi trường tốt mà trở thành môi trường xấu. Rồi đọc tiếp câu nữa. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. À, có học có nghề vậy là phước đức lớn nhất. Còn không, không học không có nghề ổng gì hết là nghiệp trước lớn nhất. Biết hành trì giới luật là sau khi giới cái giới không sát sanh thì chúng ta luôn nuôi dưỡng lòng từ bi là phước đức lớn nhất. Giới cái giới không trộm cắp là ta hiểu nhân quả để ta gieo nhân lành, ta xa lìa cái nhân xấu ác là phước đức lớn nhất. Biết nói lời ái ngữ có nghĩa là giới thứ tư, thấy không? À, vậy là ta bố thí cho nhau những lời hay ý đẹp là phước đức lớn nhất. Như vậy phước đức có cái gì đâu mà dư ước, thấy không nè? Ta nói lời hay ý đẹp là phước đức lớn rồi, chứ đâu phải tu cái gì ghê lắm đâu. Vậy đó mà chúng ta không chịu tụng kinh phước đức để chúng ta hiểu cái gì là phước đức. Vậy ăn chay là phước đức, à phóng sanh là phước đức, biết giữ giới mà. Vậy thì biết học, biết dạy cho người ta những điều hay lẽ phải là phước đức. Mời quý vị cùng nói với thầy: ta không có gì để cho, ta không có gì để cho, ta lấy vốn có, ta lấy vốn có để cho mọi người, để cho mọi người, cho một ánh mắt thương yêu, cho một ánh mắt thương yêu, nhìn mọi người thật dịu mến, nhìn mọi người thật dịu mến. Đó là cho rồi đó nha, cho bằng ánh mắt dịu mến. Rồi cho một nụ cười, cho một lời ái ngữ, cho một lời ái ngữ, một lời nói dịu dàng, một lời nói dịu dàng, giúp cho người vơi nỗi khổ, giúp cho người vơi nỗi khổ, cho một cử chỉ đẹp, cho một cử chỉ đẹp, nhường chỗ người khác ngồi, nhường chỗ người khác ngồi, ăn cơm không dịch chỗ, ăn cơm không dịch chỗ, ngủ không dịch chỗ, ngủ không dịch chỗ. Đó là cử chỉ đẹp, đó là cử chỉ đẹp. Hay không, hay không? Về có ba ngày dành chỗ ngon hết chứ. Cái này nó đụng dữ lắm nhưng mà đụng đụng cũng nói luôn. Mình tự xét cái tâm của mình coi mình có dành chỗ không. Cái chỗ mà mình thấy là cái chỗ đó là cái chỗ không ai muốn nằm hết thì mình dùng nè, đó là mình tu ngon. Cái chỗ đó là chỗ không ai muốn ngồi, lần vô mình ngồi lần biết mình đang tu ngon, mình đang làm chủ lấy mình. Cái chỗ đó nó đực dữ lắm, nó xa cái quạt mà mình vô lúc đó mình ngồi tự nhiên ta nói ủa bữa nay bệnh nên tao thấy quạt mé, đâu phải như ủ chỉ được. Hay không, hay không? Đực đừng chết, ai đã muốn lại cần cái quạt, nhưng mà tôi đi sang cái quạt bởi vì đó là cử chỉ đẹp. Đâu phải là tôi không muốn ăn món ngon mà tôi nhường món ngon cho người khác, tôi ăn cái món mà không ai ăn hết, đó là cử chỉ đẹp. Cho ta đâu có cần cho mọi người cái gì đâu mà người ta cung kính, người ta nể mình ghê lắm á. Vì sao vậy? Cái người này quá tuyệt vời, cái chỗ đó nó dơ quá không ai tới dẹp hết, mình tới dọn dẹp đi là một cử chỉ đẹp phước đức lớn nhất. Đằng này ai cũng khạc nhổ, ai cũng chê cái chỗ đó mình cũng làm luôn cho có phước đức. Ta không cho cái mọi người gì đó nhưng mà ta cho người khác nhìn thấy ta có một cử chỉ đẹp, vậy là phước đức lớn nhất. Chứ đâu có cần thiết là phải đem của cải đến cho người ta đâu. Ở đây không ai vô đây là tự giác đi lấy cái đồ lao hết. Mình về tới chùa vừa chống xe xuống vô chào thầy xong chạy ra kiếm cái nồi dẻ đi lao chỗ này lao chỗ kia lao chỗ nọ, cái đó là một sự bố thí lớn. Đó là một cử chỉ đẹp làm cho mọi người người ta ngưỡng mộ, người ta nói trông Bồ Tát xuất hiện. Rồi mời quý vị đọc thêm cho để chúng ta không có thời gian đọc kinh phước đức. Được cung phụng cha mẹ, được cung phụng
yêu thương gia đình mình, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp, được hành nghề thích hợp, là phước đức lớn nhất, là phước đức lớn nhất. Kinh phước đức này giúp cho chúng ta trong hiện tại để thấy được ta tu tập tuyệt vời. Hiện tại chúng ta cung phụng cha mẹ là chư Phật đã nói cha mẹ là hai vị Phật của chúng ta. Cho nên ta chẳng cần biết là bây giờ Đức Phật ở thế giới nào, Niết Bàn ở đâu con không biết. Nhưng mà ngay trong hiện tại con tu theo Phật, con học Phật, con được cung phụng cha mẹ, được yêu thương gia đình mình, được có một cái nghề thích hợp với mình, đó là phước đức lớn nhất của con. Con không có cầu thiếu gì nữa. Nhưng mà con ăn tốt trong đó là con Niết Bàn. Mà nay con sống có Niết Bàn thì đời sau con sẽ có Niết Bàn. Còn giờ này con lại không biết cha mẹ con là hai vị Phật, bỏ cha bỏ mẹ, không yêu thương gia đình mình, đi tìm thế giới Cực Lạc, có không? Phước đức hạng bét. Cái nghề mình thích hợp mình làm, mình phụng sự cho chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình có cái nghề mà không chịu làm, ngồi đó niệm Phật để cầu về Cực Lạc là phước đức hạng bét. Còn mình có cái nghề nhổ răng đi vô chùa, ai đau răng nhổ. Cái nghề thích hợp của mình. Mình có cái nghề uốn tóc, mình có cái nghề nhộm tóc, mình có cái nghề hớt tóc vô chùa. À, thấy ai vô chùa mà tóc tai không có gọn ghẽ là quen. Chú hớt không? Còn biết hớt tóc, còn hớt thì chú. Hớt, cái hớt nó sửa cái hổng đẹp, nó vô thầy cạo luôn. Là phước đức lớn lớn. Con đó cứ hớt có cái nghề thích hợp mình hết mà không chơi thì thầy cạo luôn. Cho nên là mình cứ hành nghề của mình thôi. Ai vô chùa biết cái nghề gì, mình biết nấu ăn, mình vô mình dạy mọi người nấu ăn chung với mình là phước đức lớn nhất. Mình biết hớt tóc, mình vô cứ hớt tóc cho mọi người. À, mình biết làm răng, cứ vô chùa làm răng cho mọi người. Mình biết khám bệnh, mình cứ vô chùa khám bệnh từ thiện cho mọi người. Đó là phước đức lớn nhất, mình có gì mình làm đó. Chứ đâu biểu mình lấy củ cải nhà mình đem mình cho đâu. Trời, đồng tiền dính liền khúc ruột cho mới dễ à. Đức từ khúc à. Cho nên phước đức lớn nhất là những cái gì mình có thể làm được. Cái phước đức lớn nhất mà Đức Phật dạy nó nhẹ nhàng ghê. Sống ngay thẳng, biết bố thí. Sống ngay thẳng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có sao mình nói vậy. Mình xấu mình nói mình xấu. Mình tốt mình nói mình tốt. Mình lùn mình nói mình lùn. Mình chơi mình lùn cái mình chậm thẳng. Sống không ngay thẳng. Mập ta nói mình mập. Mình nhiều chuyện ta nói mình nhiều chuyện. Là sống ngay thẳng. Ừ. Vậy sống ngay thẳng là một cái sự bình thường đó. Mình khùng ta nói mình khùng. Là sống ngay thẳng. Đằng này mình không chịu sống để nhìn thẳng. Mình ghiền thì ta nói mình ghiền. Đằng này mình không chịu ghiền. Ờ, là sống không ngay thẳng. Rồi mình biết bố thí, có nghĩa là mình bố thí cái lời nói, mình bố thí cái mình tha thứ cho họ cũng là một cách bố thí. À, rồi giúp quyến thuộc thân bằng. Vậy thì quý vị đang vô đây có phải là quyến thuộc thân bằng không? Ta là con chung một cha. Cha ta là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ta quy ta bảo là ta là con chung một cha. Cho nên là ta nên giúp đỡ lẫn nhau là giúp quyến thuộc thân bằng. Hành xử không tì vết, nghĩa là gì? Làm, nói năng, suy nghĩ, ứng xử với mọi người, hành xử với mọi người không hề có chút tì vết gì hết. Nghĩa là gì? Không để lại quan gia cái chủ. Ta gặp nhau, thiết lập truyền thông, rồi xa nhau, không có hề dính mắt miếng chút xíu nào hết. Cho nên đến với đi tự tại vô ngại, nghĩa là hành xử không tì vết. Còn đằng này giúp người ta xong rồi chửi không còn chuyện gì. Cúng dường tam bảo xong rồi bắt đầu cái chùa đó ông thầy đó bị nạn là bắt đầu vô đó đập chùa lấy đồ về. Có không? Có đó chứ. Cúng dường cái tượng là cứ tưởng cái tượng đó là của mình. Là hành xử có tì vết làm sao có phước đức được. Mình vô chùa mình cúng dường cái tượng, dầu rằng cái tượng đó là tượng đồng, dầu tượng đó là tượng gì, nhưng mà tượng đó mình cúng rồi là đâu còn của mình nữa đâu. Mình cúng dường đất cho chùa là đất đó của mình hay là của chùa? Vậy mà còn đòi lỡ. Có không?
kiện cáo tùm lum kia nè. Vậy là sao có phước đức lớn nhất? Là bởi vì mình hành xử có tỳ vết, mà cúng dường cho chùa là có phước đức chưa? Có, đem ra kể tùm lum. Vậy là hành xử có tỳ vết không? Có. Mình giúp bạn mình có miếng, chở nó đi thôi. Mà bắt đầu mai mốt mà bà đó mà bỏ lỡ bà có xúc phạm mình gì đó, bắt đầu mình cởi. Bà hầu của con mới đi chùa tu lần mà chở đi. Nhanh vào chùa chở đi. Chứ giúp bà hết cái này tới cái kia. Giờ này bà trả ơn tôi. Giống như là Lưu Bình Dương Lễ. Dương Lễ mà nó lên câu vào cổ là bởi những chửi luôn. Ờ, Lưu Bình nó chửi Dương Lễ. Dương Lễ! Năm chưa năm sinh tao chỉ biết gì là quân lạc đây là con cái đen bắt đứng tao đi không tiếc luôn. Tao lo đến cái mặt trời trời. Đúng không? Lưu Bình ơi, một cái cà chua và một tô con hẳn để đưa Lưu Huynh đến chỗ con đường. Thế gian này chơi ở đó. Nhưng mà người ta ứng xử không tìm vết. Nghĩa là sao? Nghĩa là Dương Lễ là người có học, có hiểu biết, cho nên ứng xử không tìm vết. Lưu Bình chỉ là người, là một hạt cát ở bên non cao mà thôi. Cái tâm của anh mà tìm vết thì anh chả là cái thứ gì cả. Giúp cho người ta có bao nhiêu. Cho nên anh vỗ ngực xưng tên, học hay không là chí của Lưu Bình. Xạo. Không nhờ tôi quốc mà một cái gặp chua và một tô cơm hầm chứ trong này có ta là ta của bà không? Đúng không quý vị? Chửi mặt nó lên người. Nhưng mà ứng xử không tìm hết. Trong tôi không có cái sự hỏng, mà trong tôi có cái ông. Tôi muốn đưa anh đến cái con đường thành danh, cho nên tôi chửi vô mặt anh. Chửi cái cà khô, cà chua và một tô cơm hầm vô mặt anh. Xong đó anh đâu có chịu ăn đâu, đặt luôn. Mày nhớ rồi. Nhưng mà người ta ứng xử vậy ta vẫn không tìm hết. Khi người ta bộ ra được rồi, họ thương nhau hay là họ giận nhau? Họ khai cho mới không tìm hết. Cho một đời hôm đó, có một đời ta biết thương nhau như vậy. Cho nên người ta có thể góp ý thắng vô mặt mình. Mình không bao giờ có tìm hết hết. Giúp nhau hả? Cho nên thiện tri thức với nhau là phải dám nói lỗi với nhau. Cái đó là giúp đỡ nhau. Anh em là như máu thịt, là phải chỉ lỗi lẫn nhau. Thằng này chỉ lỗi lẫn nhau nhưng mà vẫn không tìm hết. Là mình không có để tâm. Người ta chỉ cái lỗi của mình mừng. Cái thằng này để tâm, không có ý chí. Người ta chỉ cái lỗi cho mình không chịu sửa. Thằng này mang cái tâm hận người ta mà chẳng có nên thân nên chán gì hết. Cho nên là Lưu Bình nó có hận Dư Lễ cỡ nào đi nữa. Hận là để anh học có thành tài. Khi anh thành tài anh mới thấy là cái hận của anh là cảm ơn chứ không có hận gì hết. Bản thân của mình hành xử không tìm hết là mình muốn chúc cho tất cả mọi người đạt được phước đức lớn nhất. Chứ còn đối với tôi, tất cả những người ơn tôi đều biết ơn. Bởi vì sao? Trong cuộc đời quy luật nhân quả, ai gieo nhân gì có nhân quả đấy. Đồng ý không quý vị? Chúc mừng quý vị.